Hòn Tre là một trong những địa phương có nhiều hộ nuôi cá lồng bè của tỉnh Kiên Giang. Ngư dân nơi đây chủ yếu nuôi bằng lồng gỗ truyền thống. Những năm gần đây, nhiều hộ nuôi cá được ngành chuyên môn hỗ trợ nuôi thử nghiệm bằng lồng nhựa HDPE, cho thấy hiệu quả kinh tế cao hơn so với nuôi lồng bằng gỗ truyền thống. Tuy nhiên, do chi phí đầu tư lồng HDPE khá lớn nên hầu hết người dân chưa thể áp dụng phương pháp này. Để giúp nghề nuôi biển đạt hiệu quả, ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đề ra nhiều giải pháp như tập huấn kỹ thuật, tăng cường kiểm tra chất lượng con giống, đặc biệt là triển khai thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong nuôi biển năm 2023 và xây dựng kế hoạch triển khai các mô hình khuyến nông thúc đẩy nuôi biển từ nay đến năm 2030. Tỉnh Kiên Giang cũng ưu tiên bố trí, sắp xếp nghề nuôi biển theo hướng tập trung, liên kết sản xuất bền vững, gắn với công tác giao khu vực biển, cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi theo quy định.